mình là Khánh Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của WorkCraft Logistics. Chủ đề video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một vụ lừa đảo chấn động thời gian gần đây. Cách đây vài tuần, ắt hẳn các bạn trong ngành Logistics đều vô cùng bàng hoàng về một vụ lừa đảo, có thể nói là lớn nhất ngành điều đúng không? Mình tin là những bạn không trong ngành cũng đã nghe đến vụ việc này. Và sự việc này cũng đã diễn ra, cả doanh nghiệp và chính phủ Việt Nam đều đang đốc thúc xử lý cũng như giải quyết. Thế còn chúng ta, các Logister đã rút ra được bài học gì chưa? Hãy cùng với Linh đi tìm hiểu và phân tích về case này nha. À, trước khi vào phần chính thì đừng quên like, share và comment ủng hộ tụi mình nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi phân tích toàn cảnh về sự việc. Có 5 doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều thông qua một công ty môi giới tên là Kim Hạnh Việt đã ký hợp đồng xuất khẩu điều sang Italy với tổng cộng là 74 container cho nhiều khách hàng. Điểm đến của chuyến hàng này là cảng Genoa, cảng LA Spezia do các hãng tàu quốc tế gồm có Costco, Yang Ming, HMM và One vận chuyển. Các doanh nghiệp Việt thực hiện hợp đồng với phương thức thanh toán nhờ thu, hay còn gọi là trả tiền nhận chứng từ DP. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ lấy được bộ chứng từ từ hãng vận chuyển. Chứng từ sau đó sẽ được chuyển đến cho ngân hàng của người bán tại Việt Nam và ngân hàng phía Việt Nam sẽ chuyển phát nhanh toàn bộ chứng từ này cho ngân hàng của nhà nhập khẩu hay còn gọi là người mua ở bên châu Âu và cụ thể là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà nhập khẩu sẽ tiến hành thanh toán cho ngân hàng nhập khẩu và nhận bộ chứng từ này. Với bộ chứng từ này thì người mua có thể nhận hàng tại cảng và ngân hàng nhập khẩu sẽ tiến hành chuyển giao tiền cho ngân hàng phía Việt Nam. Tuy nhiên, có một vấn đề xảy ra là khi bộ chứng từ gốc từ Việt Nam chuyển qua châu Âu đã bị thất lạc. Cụ thể là với các bộ chứng từ gửi từ ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ, theo hướng dẫn của người mua hàng thì nhà xuất khẩu ở Việt Nam đã nộp hồ sơ gốc bao gồm có vận đơn đường biển, bản gốc cho ngân hàng phía Việt Nam để nhờ thu tiền bán hàng. Sau đó, ngân hàng phía Việt Nam đã gửi toàn bộ chứng từ gốc này cho ngân hàng thanh toán tại Thổ Nhĩ Kỳ của người mua qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL. Sau khi nhận được bộ chứng từ từ DHL, ngân hàng của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo cho ngân hàng phía Việt Nam rằng người mua không phải khách hàng của họ và thông báo đã gửi trả lại toàn bộ chứng từ cho ngân hàng phía Việt Nam. Tuy nhiên, khi ngân hàng Việt Nam tra soát với công ty DHL về tình trạng giao phát theo số AWB hay còn gọi là số vận đơn do ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thì được phản hồi rằng số AWB này không thuộc về các ngân hàng phía Việt Nam. Ngân hàng phía Việt Nam đã liên hệ rất là nhiều để hỏi về tình trạng bộ chứng từ trả về nhưng không nhận được phản hồi nào. Với các bộ chứng từ gửi đến các ngân hàng tại Italy, các ngân hàng tại Italy đều thông báo cho ngân hàng Việt Nam rằng họ đã nhận được bộ chứng từ từ DHL nhưng là các bản photocopy chứ không phải là bản gốc. Hoặc có trường hợp là có giấy trắng, do đó họ không đủ điều kiện để thanh toán cho phía bên ngân hàng Việt Nam. Sau khi phát hiện ra các dấu hiệu nghi lừa đảo, doanh nghiệp Việt Nam đã nhanh chóng thu hồi lại các bộ chứng từ gốc. Các doanh nghiệp và ngân hàng như ngồi trên đống lửa tại thời điểm đó vì họ không xác định được chính xác bộ chứng từ gốc đang ở đâu. Trong khi đó thì tình hình rất là cấp bách, một số là hàng đã cập cảng và một số khác thì cũng sắp đến. Lúc đó, các doanh nghiệp nhận định đây là một vụ lừa đảo vì giá trị lô hàng rất là lớn. Tình thế càng cấp bách hơn khi mà những cái dấu hiệu bất thường này chỉ được doanh nghiệp phát hiện ra khi nhiều container đã cập cảng và một số container khác cũng đang sắp đến. Cập nhật đến ngày 11 tháng 3 thì chỉ còn 36 bộ chứng từ thất lạc mà các công ty Việt Nam chưa lấy lại được. Tổng giá trị của 36 bộ chứng từ mà các nhà xuất khẩu Việt Nam không kiểm soát được đã lên đến hơn 7 triệu USD, tương đương với 160 tỷ đồng, theo tờ pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với 36 lô hàng này, phía doanh nghiệp Việt Nam không còn quyền kiểm soát container hàng. Và theo luật sư Galasso, cảnh sát tài chính Italy đã quyết định giữ lại 5 container đầu tiên đến cảng Genoa. Nhưng như thế không có nghĩa là phía các công ty Việt Nam đã hết nguy hiểm, vì hiện nay đã có người tự nhận là bên mua đã thuê luật sư và liên hệ với tòa án Italy để đòi trả hàng vì họ có chứng từ gốc. Sau khi có phán quyết giữ hàng trên thì chắc chắn là hàng an toàn nằm ở cảng, nhưng giới chức Italy sẽ phải ra quyết định ai là chủ thực sự của lô hàng và giải phóng lô hàng trả về cho chủ. Chiếu theo luật thương mại quốc tế thì hãng tàu phải giao hàng cho người nhận có bộ chứng từ gốc, nếu không họ sẽ bị kiện. Và việc chứng minh ai là chủ sở hữu thực sự của lô hàng trong trường hợp mất kiểm soát chứng từ gốc là một việc không hề đơn giản. Cập nhật đến ngày 17 tháng 3 thì chỉ còn khoảng 30 container bị mất kiểm soát với bộ chứng từ.
Dù vậy thì vẫn còn rất là nhiều rủi ro liên quan đến lô hàng này vì phải đòi được chứng từ gốc hoặc phải có phán quyết của các cơ quan tòa án Italy thì mới có thể trả lại sở hữu cho doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó họ mới có thể bán lại cho những người mua khác được. Sau khi đã tìm hiểu về toàn cảnh của vụ việc, chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp theo về thiệt hại. Như vậy, đối với khoảng 30 container mất kiểm soát bộ chứng từ thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị thiệt hại như thế nào? Nếu mất trắng 36 container thì thiệt hại của các doanh nghiệp là 162 tỷ đồng, còn nếu giành lại được quyền kiểm soát thì doanh nghiệp cũng phải tìm kiếm phương án để xử lý. Nếu doanh nghiệp chọn kéo hàng về thì doanh nghiệp sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển lượt đi là khoảng 14.000 USD cho một container. Và chi phí lượt về thì chưa xác định nhưng mà phải cộng thêm với các loại phí khác như là phí lưu container, phí lưu cảng trong thời gian hàng bị phong tỏa. Phương án tìm khách hàng mới để bán cũng không dễ vì số lượng hàng rất là lớn và thuộc phân khúc điều nhân chất lượng cao. Ngoài ra, bán trong hoàn cảnh bị động nên là người bán rất là dễ bị người mua ép giá, chưa kể đến những chi phí phát sinh về vận tải, phí cảng, thay đổi bao bì theo yêu cầu của người mua mới. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu về toàn cảnh vụ án cũng như các thiệt hại của case này, vậy bài học rút ra cho các logistics là gì? Bài học đầu tiên là rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán DP. Trong thương mại quốc tế có rất là nhiều phương thức thanh toán khác nhau, cụ thể là điện chuyển tiền TT, trả tiền nhận chứng từ DP, CAD và thư tín dụng hay còn gọi là LC. Và trong case này thì các doanh nghiệp Việt Nam đã sử dụng hình thức thanh toán DP. DP viết tắt là Document Against Payment, dịch ra tiếng Việt là phương thức nhờ thu trả tiền trao chứng từ. Quy trình thanh toán DP trong thương mại quốc tế gồm có 9 bước sau. Bước 1. Nhà xuất khẩu liên hệ ngân hàng xuất khẩu để mở tài khoản. Bước 2. Nhà xuất khẩu gửi hàng hóa và chứng từ cho công ty vận chuyển hay còn gọi là Freight Forwarder. Bước 3. Freight Forwarder sẽ gửi hàng hóa và nhận Bill of Lading từ người chuyên chở là Carrier. Bước 4. Freight Forwarder sẽ gửi bộ chứng từ đến ngân hàng xuất khẩu. Bước 5. Ngân hàng xuất khẩu sẽ gửi bộ chứng từ đến ngân hàng nhập khẩu. Bước 6. Nhà nhập khẩu sẽ tiến hành thanh toán cho ngân hàng nhập khẩu và nhận bộ chứng từ. Bước 7. Nhà nhập khẩu sẽ giao bộ chứng từ cho carrier và tiến hành nhận hàng hóa. Bước 8. Ngân hàng nhập khẩu tiến hành chuyển giao tiền cho ngân hàng xuất khẩu. Bước 9. Ngân hàng xuất khẩu chuyển tiền vào tài khoản nhà xuất khẩu. Có thể nói, DP là phương thức thanh toán phổ biến hiện nay đối với hàng hóa nông sản, đặc biệt là trong các giao dịch với thị trường khu vực châu Âu. Phương thức DP thường chỉ dành cho những người mua và người bán có quan hệ tốt từ trước, tin tưởng nhau gần như là hoàn toàn. Rủi ro của hình thức này chủ yếu do bên người bán chịu, ví dụ như là nếu như nhà nhập khẩu không chịu nhận lô hàng vì bất kỳ lý do gì như là giá quá cao thì người xuất khẩu sẽ phải giảm giá. Nhìn chung, DP là hình thức thanh toán gần như không có cam kết hoặc cam kết rất là lỏng lẻo. Trong trường hợp này, có thể thấy rằng người bán đã vô tình tạo điều kiện để bên mua hàng thực hiện lừa đảo thông qua sơ hở của phương thức DP. Khi đàm phán hợp đồng, có thể họ chưa thẩm định rõ đối tác hoặc thông qua môi giới bên bán hoàn toàn thiếu thông tin đối tác. Đây khả năng là nguyên nhân chính để các đối tác nước ngoài có điều kiện lừa đảo. Và bài học rút ra ở đây là nhà xuất khẩu cần phải thận trọng trong các điều khoản thanh toán cũng như xác minh doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về đối tác của mình. Bài học thứ hai là đến lúc các doanh nghiệp cần phải chuyển đổi từ bán FOB sang bán CIF. Tụi mình đã làm một video giải thích về các điều kiện Incoterm cũng như các mẹo ghi nhớ nó, các bạn có thể xem lại nha. Sau vụ việc lần này, chúng ta thấy rằng các doanh nghiệp nên dần chuyển sang bán CIF thay vì bán FOB để chúng ta có thể giành được quyền thuê tàu. Từ đó chúng ta có thể chủ động hơn trong việc nắm lịch trình di chuyển của hàng hóa. Vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong vụ án chấn động này. Nếu như mọi người có thêm nhiều ý kiến khác, hãy chia sẻ với mình bằng cách comment ở bên dưới nha. Và trước khi kết thúc video, mọi người đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật được những video mới nhất nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.